bướm lượn là bướm môi à nó bay, bướm dạo là bướm môi à nó bay. Bèo giạt mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi bèo. Thưa Đái xin chào quý vị, vừa rồi là một nhạc phẩm mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, đó là dân ca Bắc Bộ, Hoa Thơm Cỏ Lượm, Bèo Giạt Mây Trôi và Người Ở Đừng Về, qua ba tiếng hát Thúy Hương, Thanh Hằng và Thanh Hà, trích trong cuốn DVD số 7 của Ngọc Trong Tim kỷ niệm 10 năm. Thành Lễ cùng với Dân Ngọc Trong Tim xin thân chúc quý vị lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh và bình an, và một
xin chúc tất cả chúng ta đều được trích ngừa vaccine chống lại coronavirus. Xin chúc mừng quý vị. Và ngày hôm nay Trân Thành Lễ mạn phép đọc một lá thư của ân nhân, đó là cô Cathy và chú Trương ở Maryland, gửi cho nhóm Ngọc Trong Tim. Cháu Lễ thân, cô Cathy gửi cháu 300, nhờ cháu làm những việc sau đây. Việc thứ nhất, gửi vô chùa 100 để cúng cho ba của Như Quỳnh. Kính thưa cô, đây là, con không biết nói sao nhưng mà cũng rất cảm ơn cô, bởi vì đây là thân phụ của ca sĩ Như Quỳnh cũng như là ba nuôi của Thành Lễ, nhạc sĩ Lê Văn Chánh vừa rồi có chiếu những show trước. Và cảm ơn cô đã gửi vô để cúng các thất cho chùa, cảm ơn cô. Thứ hai, gửi biếu cho ca sĩ Anh Khoa 100. Cảm ơn cô, tại vì anh Khoa đã được khỏe hơn và đang nằm dưỡng bệnh tại nhà. Xin cảm ơn cô. Điều số 3 là còn 100 gửi cháu giúp cho các em trẻ dân tộc, đồng bào thiểu số nhân dịp Tết Nguyên Đán. Chúc cháu luôn dồi dào sức khỏe và vạn sự an lành. Cô Cathy và chú Trương, thay mặt cho nhóm Ngọc Trong Tim, xin cảm ơn cô chú rất nhiều và cảm ơn các ân nhân luôn luôn nuôi dưỡng chương trình Ngọc Trong Tim cũng như giúp các em ở tại Việt Nam. Và ngày hôm nay Thành Lễ muốn giới thiệu quý vị một câu chuyện khá thú vị và cùng với nhóm Ngọc Trong Tim, xin mời quý vị đón xem. Thanh xin gửi lời chào đến anh Thành Lễ cùng quý khán giả đang xem chương trình Ngọc Trong Tim. Hiện tại là Thanh Thảo đang có mặt ở 43 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Và xin mời quý khán giả cùng hướng về phía tay phải để nghe thử xem và đón thử xem nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay là ai nha. Ok. Hùng xin được kính chào quý vị khán giả Ngọc Trong Tim cũng như tất cả mọi quý khán giả đang theo dõi chương trình, và chúc cho Ngọc Trong Tim cũng như quý vị khán giả có một là có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ. Chắc là đến đây thì quý vị đoán được là ai rồi đúng không ạ? Dạ, đó chính là anh Hùng, và có nickname là thầy giáo Hùng Tí Hon. Và hình như là em được biết là tháng 11 vừa rồi là kỷ niệm 1 năm ngày cưới đúng không ạ? Rồi thêm cái nữa là tìm hiểu thêm là biết là hai vợ chồng cũng rất là thích đi phượt, và bản thân của Thảo ấy thì cũng là người rất là thích di chuyển. Vậy thì chia sẻ một chút xíu về cái sở thích và đi phượt của mình là bao lâu, hay là rồi là chia sẻ có những cái kỷ niệm vui nào trên cái cung đường mình đi không ạ? Xin chào quý khán giả, thì Hùng cũng đã lập gia đình được hơn 1 năm rồi, và tháng 11 vừa rồi thì là kỷ niệm 1 năm ngày cưới, thì cũng có dẫn vợ đi chụp một bộ ảnh gọi là kỷ niệm 1 năm ngày cưới, vừa là hâm nóng lại tình cảm. Còn cái thích đi phượt thì thực sự là cũng lâu rồi, nhưng mà những người như Hùng hay là chị Thảo thì thật rất thích đi phượt nhưng mà lại không tự mình đi được, thế mới khổ. Và năm cuối năm vừa rồi thì Hùng cũng đã đặt được một chiếc xe máy và Hùng có thể đi vừa, thì Hùng có dẫn vợ đi một số nơi gần Hà Nội này thôi, nhưng mà cũng chưa có đi được xa ấy. Dự định đi xa nhưng mà đi xa hai vợ chồng thì hơi nguy hiểm, chỉ đi khoảng 40 cây 50 cây trở lại đây thôi, và cứ cuối tuần với một người mà ví dụ như sức khỏe, với một người mà sức khỏe khỏe mạnh đó thì nó là đơn giản, nhưng với mình nó thì nó cũng có một chút hạn chế, mà đó không phải là rào cản. Xin cảm ơn quý vị, và bây giờ cho chương trình bằng phép gửi đến quý vị một số cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình. Xin cảm ơn. Biết thêm một cái tin vui nữa, đó là anh Hùng vừa được
công nhận mà nút bạc của YouTuber đúng không ạ? Thì có thể chia sẻ thêm về cái niềm vui này và cái theo anh á thì có không biết là có giống như suy nghĩ của Thảo không, là hiện tại bây giờ nó đang là một trào lưu, nghĩa là ai cũng có thể làm YouTuber được. Ai cũng có thể câu view bằng những cái tin, những cái tích giật. Đúng rồi. Thì anh có thể chia sẻ và theo anh thì cái việc mà là những cái YouTuber đang vô tình mượn hình ảnh những cái người khuyết tật để câu view, câu like, là follow thì anh nghĩ như thế nào ạ? Xin chào quý vị, thì là Hùng cũng nhận nút bạc cũng được vài tháng rồi. Và về cái nghề YouTuber này thì một cái nghề mà nó đến với Hùng là nó không có tí hon thì nó có gì khó khăn, nó khác gì với những người bình thường hay không, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì Hùng cũng muốn quay những cái cảnh các sinh hoạt, rồi là những cái cảnh đi chơi vui chơi cho mọi người xem, để mọi người biết được rằng là chúng mình là người khuyết tật thì cũng có những nhu cầu mong muốn đi chơi, rồi đi ăn, đi hát hò như bao người khác. Và khi Hùng làm những cái video lên thì cũng nhận được những cái phản ánh trái chiều, ví dụ như là những cái định kiến của người khuyết tật. Từ đấy thì người khuyết tật sẽ tự tin hơn ấy. Thì đó, rất là đồng cảm quan điểm cũng như là những cái chia sẻ của anh Hùng. Bởi vì bản thân Thảo cũng là người khuyết tật vận động, và đặc biệt cái là xương thì rất là dễ gãy, nhưng nếu như mà mình chỉ co cụm trong ngôi nhà của mình co cụm trong cái thế giới của mình không ra ngoài thì người khác không biết nhu cầu của mình. Ví dụ như những cái bậc thang làm sao để họ dỡ bỏ, nếu như mình không tự mình lên tiếng nói là một cái gọi là những cái tâm tư, những cái điều mà anh Hùng chia sẻ cực kỳ hay. Mong rằng là những người khuyết tật người nào cũng có thể là tự tin, lạc quan để có thể là hòa nhập tốt hơn. Một cái chia sẻ nữa em muốn hỏi ngoài lại tí là khi mà anh làm YouTuber thì anh có nghĩ là do cái hạn chế của mình về chiều cao mà thu hút được sự yêu thương của mọi người, hay là còn cái điều gì khác, ví dụ như sản phẩm mình tốt hay là như thế nào? Rồi một cái nữa đó là nếu như những bạn khuyết tật, tại vì đôi khi á có những bạn khuyết tật người ta nghĩ chưa có tới, người ta nghĩ là ai cũng có thể làm, thôi bạn đó làm được thì mình cũng làm được, nhưng cái sản phẩm không chất lượng, những cái sản phẩm đưa lên nó chưa có được chỉnh chu thì tất nhiên sẽ không được yêu thương, thì đâm ra là người khuyết tật sẽ nghĩ là người khuyết tật sẽ nghĩ là không có cái nhìn về lạc quan. Thì không biết là với một cái người đã có kinh nghiệm rồi thì nếu như mà người khuyết tật có mong muốn được giống như anh, không nhất thiết là phải trở thành nút bạc, nhưng mà ít nhất là giống như anh, thì anh có cái kinh nghiệm cái gì để chia sẻ để khi mà mọi người mới bước chân vào để làm ấy thì có thể không có bị gọi là không có có thêm một cái kinh nghiệm hay gì đó? Thực sự là kênh của Hùng thì cũng một phần là do, có thể là do vóc dáng, do hai vợ chồng bé, cho nên là nhiều người hiếu kỳ, nhiều người muốn biết là cuộc sống của hai vợ chồng như thế nào. Nhưng mà bên cạnh đấy, những cái mà chính mà được mọi người yêu quý hơn, nó là cái sự chân thành, cái sự mộc mạc ở trong video đấy. Một cái video thì có thể không cần phải là thuê nhiều người quay hoặc là hậu kỳ thật là nhiều, mà người xem người ta cảm nhận được có cái sự đồng cảm này, cảm nhận cái sự chân thành mộc mạc ở trong đấy mà không phải diễn là được. Và cái nghề YouTuber ấy thì ai ai cũng có thể tự làm được, nhưng mà làm được thành công thì không phải là ai cũng làm được, mà nó phụ thuộc vào cái trình độ của cái người làm YouTube này, rồi là cái duyên ăn nói này, cái ăn nói có duyên hay không, đúng rồi, cái chất liệu mình quay là như thế nào, và khi mình quay là những cái nội dung mình chọn là nội dung gì thì có động được đến cái lòng của mọi người hay không. Và mình cũng không cần phải làm những video thật là khổ sở, đáng thương để mọi người. Thường làm những cái video đấy là mọi người lại ít xem hơn. Tại vì cái người khuyết tật mà khổ sở, rồi là ở ngoài đường bán hàng, rồi là mọi cái, rồi là đi tăm bông bán vé số đấy, những cái hình ảnh đấy là quá nhiều đối với mọi người ở trong cộng đồng rồi. Đi đâu cũng gặp, đi đâu cũng thấy. Cho nên là cứ khi nào nói đến người khuyết tật, rất là nhiều người, những cái hình ảnh ở trong tâm trí của họ ấy, nhắc đến người khuyết tật bán vé số, tăm bông, rồi đi xin ăn các thứ. Cho nên là mình phải làm những cái mà chính mình,
mình phải làm những cái gì mà chính mình, đúng rồi. Thì mình vừa là thay đổi nhận thức của cộng đồng, mà mình vừa là có cái chất riêng của mình. Cái những cái chất riêng đấy thì mình không học hỏi được đâu. Và một điều nữa đó là cái sự kiên trì. Khi bạn làm 1-2 video, có thể là rất là 1-2 người xem 3 video thôi, nhưng mà bạn phải kiên trì với nó và phải đi cùng với nó thì mới được. Còn làm YouTube thì mà không có kiên trì này, hoặc là không có chịu được những cái áp lực á, từ những cái bình luận của video mình ấy, hoặc là những cái áp lực như lời nói ra nói vào của những người xung quanh ấy, thì khó, rất là khó để mà làm ạ. Sắp tới là cũng còn không bao lâu nữa là đến Tết năm 2021 Xuân Tân Sửu, thì không biết là anh Hùng với lại bà xã có dự định gì cho năm mới chưa? Hiện tại thì năm mới cũng sắp đến rồi, nhưng mà thực sự là hai vợ chồng Hùng thì vẫn các cái công việc thì vẫn làm như thế thôi. Còn YouTube thì đợt 1-2 ngày rồi sau đó ra Hà Nội cùng làm việc. Thế là mong ước trong năm 2021 của anh là gì? Về công việc. Về công việc trong năm 2021 thì là sẽ phát triển, kể cả những cái công việc dạy học thì mình gọi là tìm hiểu, mình học hỏi thêm những cái kiến thức ở ngoài nữa để nó nâng cao cái trình độ lên này, rồi là cả những cái kỹ năng khác nữa. Thì hiện tại Hùng vẫn đang tình trạng đi học những cái lớp kỹ năng mềm để mình hiểu hơn về cuộc sống, và mình có thể là có những cái điều nó xảy ra xung quanh mình có thể là giải thích được cho những người khác. Thật sự là rất là thích nói chuyện với ảnh luôn ấy, mình như bị cuốn hút một cái câu chuyện của ảnh giật hoài luôn không dứt. Nhưng mà thời lượng chương trình thì nó có hạn, nên là đến đây trước khi mà hai anh em mình nói lời chào tạm biệt anh Thành Lễ cũng như là khán giả của Ngọc Trong Tim, thì anh Hùng có lời nào muốn nói hay là gửi gắm đến chương trình cũng như là quý khán giả hay là những các bạn khuyết tật dạ. Sắp tới năm 2021 thì Hùng cũng xin chúc anh Thành Lễ cũng như quý vị khán giả Ngọc Trong Tim có một năm mới mạnh khỏe này, hạnh phúc này, vạn sự như ý. Và gì nữa, đối với các bạn khuyết tật ấy thì thực sự Hùng chỉ muốn nói các bạn là hãy tự tin lên, và khi mà các bạn có một cái ước mơ nào đấy thì hãy cố gắng theo đuổi những cái ước mơ đấy. Tại vì khi mà các bạn theo đuổi cái ước mơ ấy thì nó sẽ có nhiều ý chí và nghị lực hơn nữa để vượt qua những cái khó khăn trước mắt để mình đạt được một cái mục đích nào đó. Phải nói là trong cái hành trình mà ra Hà Nội để nhận giải thưởng nghị lực sống, tỏa sáng nghị lực Việt, thì cái điều mà hạnh phúc và cái điều kỷ niệm nhất là chắc có lẽ là hôm nay là được gặp chàng trai dễ thương này. Và tự nhiên cái bình thường là Thanh Thảo là nội giống như là kiểu là mình không có sợ sệt bất cứ cái gì, nói chuyện rất là lưu loát, bây giờ đứng trước anh chàng này kiểu như bao nhiêu cái từ ngữ mình là nó bay biết hết. Nên là thôi bây giờ là không nhằm xấu của chương trình của Trong Tim nữa, anh em mình cùng gửi lời chào tạm biệt và chúc mừng mới đến mọi người. Chúng ta cùng nói là Happy New Year. Xin cảm ơn hai em rất nhiều. Phải nói là anh Lễ rất là xúc động khi thấy Huỳnh Thanh Thảo, em không ngại đường xa cũng như là rất là đau các em vận chuyển. Và cảm ơn ba của em, phải nói là rất là tuyệt vời, đã chấp cánh và cũng như là đôi chân của em đã đưa em tận nơi và lên cầu thang tới tận nơi cơ sở này. Và xin cảm ơn em Vân đã cho tạo điều kiện cho Hùng với lại Thảo được phỏng vấn cùng với nhìn được các em ở trường nghị lực sống vẫn vui vẻ khỏe mạnh như ngày nào mà anh Lễ hàng năm về thăm. Hy vọng nếu có dịp sau khi mà có vaccine xong xuôi ngừa, anh Lễ sẽ có dịp quay về Việt Nam sẽ thăm đến các em. Một lần nữa, Thành Lễ cùng với nhóm Ngọc Trung Tim xin kính chào quý vị và gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.